Ukraine có thể hứng kết cục tồi tệ khi lực lượng ở Bukhov cạn kiệt. Khủng khiếp mỏ vàng ở Donbass khiến Nga, Ukraine tranh giành bằng mọi giá. Nga điều hơn 30.000 quân đến quốc, giành lại một phần lãnh thổ từ Ukraine. Sĩ quan Mỹ tuyên bố con đường khiến Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Ukraine vạch mục tiêu tập kích trên lãnh thổ Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới đầy tham vọng vào vùng quốc của Nga, quân đội Kiev đã đưa lượng lớn binh lính từ Bukhov tham chiến ở quốc, khiến họ rơi vào tình cảnh cạn kiệt nhân sự ở phía đông. Động thái này được cho là sẽ khiến Kiev đối mặt với một kết cục tồi tệ. Theo thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này hiện vẫn tiếp tục hoạt động tấn công theo hướng Bukhovsky. Và đến tối ngày 29 tháng 8, các binh sĩ đã tiếp cận được khu định cư Sukhoja. Được biết, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến dọc theo đường sắt và tiếp cận cả Sukhoja lẫn Minograd từ một hướng khác, đó là hướng phía nam. Việc quân đội Nga hiện diện ở Sukhoja chỉ ra rằng họ chỉ cách vùng ngoại ô phía nam của Bukhov khoảng 4,5 km. Theo một nhóm phóng viên chiến trường Ukraine, sự tiến bộ của các lực lượng vũ trang Nga theo hướng Bukhov trong những ngày qua đã giúp Nga sắp đạt được mục tiêu chính của cuộc tấn công ở miền đông đã kéo dài gần một năm. Ukraine hiện không còn nhiều quân để triển khai đến mặt trận Bukhov. Nhiều lữ đoàn dự phòng mà họ đã có một tháng trước hiện đang tham gia vào cuộc tấn công vùng quốc của Nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine cuối cùng đã bắt đầu nhận ra sự cấp bách về việc cân bằng các lực lượng trên trục Bukhov. Tình hình hiện vô cùng khó khăn đối với Ukraine ở mặt trận phía đông. Trận chiến sắp tới với Bukhov, một thành phố có dân số trước xung đột là 60.000 người mà nhiều người đã bỏ trốn, thực sự là một phần mở rộng của trận chiến Avdiivka đã kết thúc trong một cuộc rút lui của Ukraine vào tháng 2 năm nay. Avdiivka cách phía đông Bukhov khoảng 40 km, được biết đến là một pháo đài bảo vệ các khu định cư, đường sắt và đường bộ về phía tây. Theo giải thích của nhóm phân tích Frontalism Insight của Ukraine, Bukhov nằm ở một ngã tư quan trọng với nhiều tuyến đường sắt. Đây là một trung tâm phân phối bằng đường sắt quan trọng, tạo điều kiện cho việc cung cấp lực lượng Ukraine trên một tuyến đầu rộng, từ Vuhleda đến phía bắc Donetsk và hơn thế nữa. Nếu Nga giành được quyền kiểm soát Bukhov, họ có thể làm suy yếu hàng phòng thủ của Ukraine dọc theo tiền tuyến phía đông, một điều kiện để Nga có thể kiểm soát Oblast ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng. Khi Bộ Tư lệnh Ukraine đứng đầu là tướng Oleksandr Zizky chọn tấn công vùng quốc với một lực lượng mạnh mẽ gồm hàng ngàn quân được rút ra từ 8 lữ đoàn trở lên, điều đó là một số nhà quan sát ngạc nhiên. Họ đã đặt câu hỏi là tại sao lại rút những đội quân củng cố Bukhov? Có thể đoán được chiến lược Ukraine ở quốc là cuộc xâm nhập nhằm kéo các trung đoàn Nga ra khỏi mặt trận miền đông, làm giảm áp lực lên Bukhov. Theo nghĩa đó, cuộc tấn công vùng quốc có thể là một sự chuyển hướng. Đội ngũ tình báo xung đột thân Ukraine đã kết luận, nếu vậy, Kiev đã thất bại. Cuộc tấn công ở khu vực quốc không chỉ không thúc đẩy việc tái triển khai một số lực lượng Nga từ Donetsk mà còn làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt quân nhân Ukraine trong khu vực. Thay vì điều những đội quân tốt nhất của mình vào quốc để làm giảm sự tiến bộ của quân đội Ukraine, Nga đã cử một lực lượng bao gồm những người trẻ và mới được đào tạo. Lượng quân tiếp viện này mặc dù đã làm chậm lại đà tiến của Kiev nhưng không dừng lại hoạt động quân sự này của Ukraine. Quan trọng hơn đối với chiến lược của Nga là họ vẫn giữ nguyên lực lượng ở mặt trận phía đông của mình. Kết quả 3 tuần sau cuộc xâm nhập quốc của Ukraine là cuộc tấn công của Nga ở phía đông không chỉ đang tiếp tục mà tốc độ tiến quân của họ đã vượt quá mong đợi. Một vị chỉ huy của Ukraine cho hay, nếu các chỉ huy Ukraine không thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, các lực lượng Nga có thể ở ngoài ô Bukhov trong vòng vài ngày tới. Và khi đó, Ukraine có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng Bukhov. Mới đây trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube The Spectator, giáo sư người Mỹ John Bastamer cho biết Ukraine phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn vì những thành công của Nga trên chiến trường. Ông chia sẻ quan điểm, quân đội Ukraine có hai lựa chọn. Thứ nhất, họ thậm chí còn mất nhiều lãnh thổ hơn những gì đã mất và nhà nước của họ tiếp tục tan rã. Thứ hai, họ đàm phán và đạt được một giải pháp. Theo ông, phương Tây nhận ra rằng trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ không thể ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là người chiến thắng và họ không có gì phản đối rằng Nga thành công liên tục trên chiến trường. Ông John Mearsheimer nói, chúng tôi hiểu rất rõ rằng Ukraine không thể thắng, nhưng quân đội Nga sẽ thắng. Tương tự,
Một cựu sĩ quan quân đội Mỹ khác, đại tá Lawrence Wilkerson cũng cho rằng tình hình Ukraine trên bờ vực sụp đổ. Theo ông, bằng cách cử các lữ đoàn mới tấn công khu vực Kursk, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Ông Wilkerson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang giành phần lớn, nếu không phải là tất cả, lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Ông Wilkerson nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ thực sự đang củng cố thất bại chiến lược. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự. Trước đó, sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine, Roman Ponomarenko thừa nhận rằng tình hình quân đội Ukraine ở Donbass đã vượt tầm kiểm soát. Ông cho rằng bây giờ tình hình đang trên bờ vực và việc buộc phải huy động bổ sung chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Sĩ quan ấy nghi ngờ các tính toán của giới chỉ huy quân sự Ukraine. Tuy nhiên, chúng chỉ có ý nghĩa nếu đặt mặt trận Donbass giữ vững được hy vọng rằng lực lượng Nga đang dồn mọi thứ vào cuộc tấn công này và kết quả là họ sẽ cạn kiệt. Ông nói thêm, chúng tôi đã nghe về điều này từ 2 năm nay, nhưng bằng cách nào đó, lực lượng dự trữ đó vẫn chưa cạn kiệt. Nhận đề cử đại diện Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang nỗ lực nắm lấy cơ hội tạo nên lịch sử, trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên và là người da màu thứ hai làm Tổng thống Mỹ. Theo đó, Phó Tổng thống Harris, sinh năm 1964 tại bang California, cha là một giáo sư kinh tế gốc Jamaica và mẹ là một người gốc Ấn Độ và là một nhà nghiên cứu về bệnh ung thư. Mẹ bà di cư từ Ấn Độ đến Mỹ vào năm 1960. Năm 1986, bà Harris tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Howard và nhận bằng luật tại trường luật Hastings thuộc Đại học California vào năm 1989. Năm 2003, bà Harris bắt đầu sự nghiệp thực thi pháp luật với vai trò công tố viên tại văn phòng công tố quận Alameda và được bầu làm trưởng lý quận San Francisco, bang California và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Năm 2010, bà Harris đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Steph Cooley và trở thành tổng trưởng lý bang California. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Á đầu tiên và là người da màu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Con đường chính trị của bà Harris bắt đầu vào năm 2016 khi bà tham gia cuộc đua vào Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ bang California. Bà Harris nhanh chóng nổi tiếng là một ngôi sao đang lên của Đảng Dân Chủ. Sau chiến dịch tranh cử Tổng thống không thành công vào năm 2020, bà Harris được ứng viên Tổng thống Joe Biden lúc bấy giờ chọn làm phó tướng, đưa bà trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống cho một đảng lớn. Bà Harris tiếp tục làm nên lịch sử khi được bầu làm phó tổng thống, trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ này. Theo Nhà Trắng, với vai trò là chủ tịch Thượng viện, phó tổng thống Harris đã lập kỷ lục mới của một phó tổng thống về số lần bỏ phiếu để phá vỡ thế bế tắc nhiều nhất tại Thượng viện. Tháng 7 vừa qua, sự nghiệp chính trị của bà Harris bước sang một bước ngoặt mới sau khi bà tuyên bố đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ, tiếp ngọn đuốc từ Tổng thống Biden, người đã rút khỏi cuộc đua sau màn tranh luận đáng thất vọng với đại diện từ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Đêm ngày 22 tháng 8, trong ngày cuối của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Harris phát biểu chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ trở thành ứng viên đại diện Đảng cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Việc chấp nhận đề cử đưa bà Harris đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên nhận được đề cử của một đảng lớn. Theo đài CNN, không có ứng viên tổng thống nào trong lịch sử hiện đại của Mỹ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong thời gian gấp rút như vậy. Dù vậy, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris đã nhanh chóng củng cố được sự đoàn kết trong Đảng Dân Chủ và thu về hơn nửa triệu đô la Mỹ tiền quyên góp tranh cử chỉ trong một tháng. Theo kênh Channel News Asia, nếu bà Harris giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1988 một chính quyền của một đảng chuyển giao cho một chính quyền khác trong cùng đảng. Phó Tổng thống Harris nhiều lần nhấn mạnh rằng bà là đại diện cho tương lai của nước Mỹ, còn cựu Tổng thống Trump sẽ đưa đất nước quay trở lại đường lối chính sách nguy hiểm nếu ông được bầu vào Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà Harris cũng khẳng định tầm nhìn nước Mỹ của bà khác với ông Trump, đồng thời cáo buộc cựu Tổng thống chỉ đang chiến đấu vì bản thân và những người bạn tỷ phú của ông ấy. Theo đài CNN, trong các đề xuất chính sách, các bài phát biểu và các cuộc vận động tranh cử, Phó Tổng thống Harris khẳng định sẽ tiếp tục nhiều chính sách của Tổng thống Biden như cung cấp tín dụng thuế cho các gia đình trung lưu và thu nhập thấp, giảm chi phí thuốc men. Phó Tổng thống Harris mô tả tầm nhìn của bà gọi là một nền kinh tế cơ hội tập trung vào việc củng cố tầng lớp trung lưu và loại bỏ những yếu tố làm tăng chi phí một cách không công bằng. Bà Harris khẳng định, với tư cách Tổng thống,
bà sẽ tập hợp các lực lượng lao động, gồm người lao động, chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân và các công ty Mỹ để tạo ra việc làm, phát triển kinh tế và giảm chi phí cho các nhu cầu hàng ngày như chăm sóc sức khỏe, nhà ở. Về chính sách đối ngoại, Phó Tổng thống Harris cam kết sát cánh cùng với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng như hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến của nước này với Nga. Về cuộc xung đột Israel-Hamas, sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 7 vừa qua, bà Harris nhắc lại các tuyên bố của ông Biden về sự ủng hộ tuyệt đối và cam kết không lay chuyển đối với Israel, cũng như nhấn mạnh việc đưa các con tin Israel trở về. Tuy nhiên, sự đồng cảm mà bà Harris bày tỏ liên quan đến hoàn cảnh và nỗi đau khổ của người Palestine ở Gaza mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ông Biden thể hiện. Tại Đại hội Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Harris phát biểu, Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi đau khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có được an ninh, tự do và quyền tự quyết của họ. Về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, giới quan sát nhận định mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và châu Âu có thể sẽ tiếp tục dưới thời bà Harris, đặc biệt là khi nói đến các lĩnh vực như thương mại, trí tuệ nhân tạo, khí hậu. Ngoài ra, bà Harris dự kiến sẽ tiếp tục nhất quán với chính sách của ông Biden về Trung Quốc, trong đó tập trung vào việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là ở châu Á. Tạp chí Phố Quân gần đây đã nhận định rằng những chiếc tiêm kích F-16 hoạt động ở chiến trường Ukraine đối mặt rất nhiều rủi ro, rất dễ bị tên lửa phòng không Nga tấn công và trở thành mục tiêu có giá trị cao cho lực lượng Moscow. Theo tờ báo, chính phủ Kiev hy vọng rằng máy bay tiên tiến của phương Tây sẽ mang lại lợi thế cho lực lượng nước này trên chiến trường, đặc biệt có thể bắn hạ tên lửa Nga đang lao tới và giúp bảo vệ quân ở tiền tuyến. Tuy nhiên, nhiều máy bay mà họ nhận được là hàng đã qua sử dụng và đã bay tới hàng chục năm, khiến chúng trở nên dễ bị tên lửa phòng không Nga nhắm mục tiêu. Các quan chức Mỹ cũng cảnh báo về mối nguy hiểm khi cử phi công thiếu kinh nghiệm lái F-16 tham gia chiến đấu. Theo tạp chí Phố Quân, dù các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm dày dặn lái máy bay chiến đấu thời Liên Xô, nhưng họ vẫn phải trải qua một khóa đào tạo cấp tốc để học cách vận hành F-16 của mình. Việc đưa các phi công Ukraine xuất trình chiến trường sau khóa cấp tốc là điều bất thường vì một phi công F-16 mới được đào tạo của Mỹ thường sẽ không bay chiến đấu trong nhiều tháng sau khi hoàn thành khóa huấn luyện. Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, các phi công này sẽ dành thêm thời gian để thực hành bay cùng đơn vị. Chưa kể theo một quan chức Mỹ khác cũng chia sẻ trong điều kiện không tiết lộ danh tính, cho biết chương trình huấn luyện của Mỹ nhằm đào tạo phi công Ukraine lái F-16 không đạt tiêu chuẩn. Theo đơn vị quan chức, chương trình này chỉ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể mà phi công có thể sẽ phải đối mặt trong chiến đấu. Ngày 30 tháng 8, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov đã cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực Vampire mang đầu đạn chùm thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Belgorod và các khu vực lân cận. Theo ông Gladkov, vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó những người bị thương có ít nhất 6 người nhỏ tuổi, ngoài ra có 10 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ông Gladkov nói, vụ tấn công gây ra thiệt hại đáng kể về tài sản tại các tòa chung cư và doanh nghiệp. Một đoạn video được chia sẻ trên Telegram cho thấy ông Gladkov khảo sát thiệt hại khi lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy trên mái của một tòa nhà. Xác nhận thương vong được đưa ra 2 giờ sau khi chính quyền khu vực ban hành cảnh báo không kích ở thành phố Belgorod và các khu vực lân cận. Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Hiện chưa có bình luận nào từ Bộ Quốc phòng Nga hoặc chính quyền Ukraine về vụ tập kích. Ngày 30 tháng 8, trong một bài viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng vùng Donetsk và Lugan, hay còn gọi là vùng Donbass, hoàn toàn xa lạ với Ukraine về mặt văn hóa. Theo ông Medvedev, lý do khiến Ukraine chiến đấu để giành quyền kiểm soát các khu vực này vì họ cần tiền và Donbass có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Cựu Tổng thống Nga Medvedev cáo buộc chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh cắp rất nhiều, khiến nền kinh tế nước này rơi vào thảm họa. Theo ông Medvedev, trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU cũng đã chi rất nhiều để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Điều này khiến người dân của họ tức giận. Ông cho biết phương Tây cần Ukraine trả lại những khoản chi này. Theo quan chức Nga, theo dữ liệu nguồn mở, các nguồn tài nguyên ở Donbass ước tính trị giá 7,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khu vực này có trữ lượng than, kim loại, đất hiếm và các nguyên vật liệu có giá trị khác, bao gồm cả lithium. Ông Medvedev cho biết thêm, để tiếp cận được các khoáng sản này, phương Tây đã yêu cầu Kiev phải tiến hành xung đột đến người Ukraine cuối cùng. Theo quan chức Nga, các chính trị gia phương Tây đang trực tiếp lên tiếng về kế hoạch của họ.
ông Medvedev dường như ám chỉ đến một tuyên bố của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham. Vào tháng 6 vừa qua, nghị sĩ Mỹ mô tả Ukraine là mỏ vàng do trữ lượng khoáng sản quan trọng khổng lồ của nước này. Ông Graham lập luận rằng Washington nên tiếp tục giúp Kiev trong cuộc xung đột với Moscow để đảm bảo rằng những tài sản đó có thể được Ukraine và phương Tây sử dụng, chứ không phải trao cho Nga và Trung Quốc. Ông Medvedev viết, với việc quân đội Nga đạt được những bước tiến ổn định ở Donbass kể từ đầu năm và đang tiến gần đến thành phố chiến lược Bobrov, thực tế vẫn là nền kinh tế của nhà nước Ukraine đã bị suy yếu. Cựu Tổng thống Nga tuyên bố, cơ sở tài nguyên mà Kiev đã giành được bất hợp pháp sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 phải trở về quê hương, đó là Nga. Ông Medvedev cho rằng, đối với Ukraine, viện trợ từ phương Tây mà nước này nhận được sẽ sớm cạn kiệt và tất cả những gì đang chờ đợi Kiev là sự tan rã sắp xảy ra. Đầu tháng này, chính quyền Ukraine đã điều một lực lượng đặc nhiệm gồm một số tiểu đoàn vượt biên giới vào tỉnh quốc của Nga với mục đích được cho là buộc Moscow phải chuyển quân dự bị đến mặt trận này. Nhưng thay vào đó, lực lượng Nga đã tiến mạnh về phía thành phố Bobrov, một nút giao thông đường sắt và đường bộ đóng vai trò then chốt đối với quân đội Ukraine tại vùng Donbass ở miền đông. Tính đến tối 29 tháng 8, quân đội Nga đã hiện diện tại Zelidovo, cách Bobrov khoảng 18 km về phía đông nam, và đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kalovka, một thành trì lớn ở sườn phía nam của khu vực. Hôm 29 tháng 8, tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Sisky xác nhận các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra ở khu vực Krasnizhia, cách thành phố Bobrov khoảng 10 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình gần Bobrov vô cùng khó khăn và Kiev sẽ tiếp tục củng cố các vị trí ở mặt trận này. Bobrov nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasovka và Kostyantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Bobrov là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, hệ thống phòng không là một trong những vũ khí quan trọng nhất. Cả hai bên đều sử dụng chúng để phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa, cũng như ngăn chặn máy bay chiến đấu của đối phương bay vào không phận. Theo giới phân tích, hệ thống phòng không của Nga đang bị kéo căng, khiến nước này gặp khó khăn trong việc quyết định nên bảo vệ khu vực nào trước. Sau khi Ukraine thay đổi chiến thuật và tiến hành nhiều cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ phải xem xét cần bố trí hệ thống phòng không ở những nơi nào. Điều này đang tạo cho Kiev những cơ hội mới để nhắm vào các khu vực mà Nga có sự phòng thủ yếu hơn. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá, Nga dường như không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các khu vực của nước này. Nhà phân tích về Nga tại ISW, ông George Barros cho rằng, Nga chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ những khu vực trọng yếu và những nơi dễ bị tấn công nhất. Điều này có nghĩa là một số nơi khác sẽ có lỗ hổng phòng thủ. Nếu Ukraine có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên này, thì họ sẽ dễ tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố đã phá hủy 59 hệ thống phòng không của Nga vào tháng 6 năm nay, trong đó có cả những hệ thống tiên tiến nhất. Tuy nhiên, Moscow chưa xác nhận thông tin đó. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang buộc Nga phải cân nhắc nơi cần bảo vệ bằng cách tấn công ngày càng nhiều các địa điểm ở Nga. Thời gian gần đây, phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công một số mục tiêu quân sự ở Nga. Điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn, bởi trước đó, Kiev chỉ được dùng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Ukraine đã tăng cường sử dụng các phương tiện không người lái mang chất nổ tập kích sân bay, cơ sở dầu mỏ nằm sâu hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Chuyên gia tại Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, ông Justin Brown nhận định, Kiev dường như đang theo đuổi một chiến lược rõ ràng, buộc không quân Nga phải rời khỏi các căn cứ của họ trong phạm vi vài trăm km tính từ biên giới Ukraine, hoặc buộc Moscow phải dành số lượng lớn hệ thống phòng không để bảo vệ những căn cứ này. Theo đánh giá của ISW, việc Ukraine gia tăng tần suất tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây áp lực lớn đối với mạng lưới phòng không Nga, khiến Bộ Chỉ huy quân sự Nga phải đau đầu phân bổ các hệ thống phòng không vốn có số lượng hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã tập trung một số hệ thống phòng không bảo vệ dinh thự của Tổng thống Putin tại Vandai, tỉnh Leningrad. Chuyên gia tại RUSI, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Michael Clarke cho rằng cả Nga và Ukraine có lẽ chưa bao giờ lường trước được tầm quan trọng và sự lợi hại của máy bay không người lái trong cuộc chiến này. Người đứng đầu khu vực Tatarstan của Nga cho biết, các công ty mà chính quyền địa phương của Nga đang phải tự bảo vệ họ trước những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine, thay vì dựa vào hệ thống phòng thủ quốc gia sau khi các mục tiêu trong khu vực bị tấn công. Thời gian qua,
Ukraine cũng nhiều lần nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014. Chuyên gia Bailey lưu ý, Ukraine đã tiến hành một chiến dịch khá nhất quán, mạng lưới phòng không của Nga tại Crimea. Ukraine đã phá hủy một số radar và hệ thống phòng không của Nga, khiến Moscow bị suy giảm khả năng bảo vệ không phận Crimea. Không chỉ tấn công mạng lưới phòng không của Nga, Kiev còn sử dụng các lỗ hổng trong mạng lưới này để tấn công căn cứ không quân và căn cứ hải quân của đối phương. Nhà phân tích Clarke tại RUSI cho rằng hệ thống phòng thủ của Nga phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết vì trong bối cảnh tiền tuyến tương đối tĩnh lặng, Kiev ngày càng tập trung vào việc tấn công các khu vực do Nga kiểm soát và thậm chí bên trong lãnh thổ Nga. Một số báo cáo cho biết các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine đã khiến quân đội Nga phải chuyển rời nhiều khí tài quân sự ra khỏi Crimea. Điều đó khiến Moscow gặp nhiều khó khăn khi muốn tiếp tục sử dụng bán đảo này làm trung tâm hậu cần. Các nhà phân tích chỉ ra rằng cuộc chiến Nga-Ukraine một phần được quyết định bởi yếu tố phòng không. Xét đến lĩnh vực này, Nga vẫn chiếm ưu thế. Hệ thống phòng không của Ukraine nhỏ hơn nhiều và thường xuyên thiếu trang thiết bị. Trái lại, các hệ thống phòng không của Nga ngày càng tinh vi và lợi hại hơn. Bên cạnh đó, Moscow cũng có một kho vũ khí phòng không rất đáng gờm. Các chuyên gia về xung đột cho biết Ukraine cũng đang ở thế bất lợi vì Mỹ không cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa mà họ đã cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nơi có nhiều máy bay chiến đấu mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ mới đây đã công bố một báo cáo cho thấy, tính đến ngày 29 tháng 8, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công ở phía bắc thị trấn Zuza, tỉnh quốc của Nga. Trong khi đó, Nga dường như đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư ở Ulanok và Kurenevo. Ngày 29 tháng 8, Thống đốc quốc Alexei Etminov cho biết một đơn vị vũ trang tình nguyện có tên gọi PAS quốc đã được thành lập để đảm bảo an ninh ở khu vực. Đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực quốc, sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Ông Esminov nói, nhiệm vụ của đơn vị tình nguyện không chỉ bao gồm đảm bảo an ninh mà còn tham gia hỗ trợ cuộc sống cho các khu tái định cư nhằm hỗ trợ những người còn lại trong thời điểm khó khăn này. Khi Ukraine mở cuộc đột kích vào quốc hôm 6 tháng 8, Nga thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng tác chiến để tăng cường cho tuyến phòng thủ tương đối mỏng ở quốc. Một trong các đơn vị mà Nga cử đến quốc đầu tiên là Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9 đang nghỉ ngơi ở quốc sau khi luân chuyển ra khỏi chiến trường ở phía bắc Kharkov, đông bắc Ukraine. Trong những ngày, những tuần sau đó, Nga tái triển khai nhiều đơn vị hải quân đánh bộ, súng trường cơ giới, xung kích đường không và máy bay không người lái UAV cùng với các đơn vị tình nguyện tới đây. Theo ước tính của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky, tính đến ngày 27 tháng 8, Nga đã điều động khoảng 30.000 quân đến quốc. Ông Sisky nói, Nga đang cố gắng thiết lập vòng phòng thủ xung quanh nhóm tấn công của Ukraine, trong khi lên kế hoạch cho các hành động phản công tiếp theo. Tuy nhiên, theo ISW, việc thành lập đơn vị phòng thủ như Bas quốc cho thấy Nga dường như vẫn dành ưu tiên lực lượng cho mặt trận miền đông Ukraine để tránh nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động tấn công của Nga ở Donbass. Các phản ứng hiện nay của Moscow được cho là tập trung vào ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở quốc, thay vì đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine trở lại biên giới vào thời điểm này. ISW bình luận, việc thành lập các đội tình nguyện mới này phù hợp với chiến lược rõ ràng của Điện Kremlin nhằm tránh tái triển khai các đơn vị có kinh nghiệm hoặc chiến đấu hiệu quả đang tham chiến ở Vokrov hoặc Torev tới quốc do lo ngại đà tiến công có thể chậm lại ở những hướng ưu tiên hơn này. Nga chủ yếu luân chuyển lực lượng từ Kharkov và Chasovka về quốc. Nga cũng đã rút binh sĩ từ khu huấn luyện ở các khu vực lân cận của Nga và lãnh thổ Ukraine mà Moscow kiểm soát. Ngoài ra, Nga cử lính nghĩa vụ từ các đơn vị trên khắp cả nước để đảm nhiệm các hoạt động như bảo vệ phòng tuyến phụ, đào chiến hào hoặc thực hiện các chức năng khác. Việc tổ chức chỉ huy và kiểm soát các đơn vị hỗn hợp này là một thách thức không hề nhỏ với Nga. Hồi giữa tháng này, Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024 tổ chức ở ngoại ô Moscow đã tạo được nhiều sự quan tâm chú ý của giới quan sát quân sự. Nổi bật trong đó là hai mẫu máy bay không người lái UAV hoàn toàn mới S-76 và S-71 do Cục Thiết kế Sukhoi phát triển. S-76 là loại UAV được thiết kế dành cho nhiệm vụ hậu cần. Nó có khả năng vận chuyển 300 kg trên quãng đường khoảng 1.000 km. Còn S-71 là loại UAV chiến đấu tàng hình phóng từ trên không, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng được môi trường giao tranh hiện đại. Theo thông tin từ Aviation Week, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức phê chuẩn việc sản xuất đồng loạt loại UAV này. Việc phát triển UAV S-71 bắt nguồn từ yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2019 với mục tiêu tạo ra một loại UAV đa nhiệm tương thích với môi trường tác chiến hiện đại.
Dựa trên những kinh nghiệm thực tế từ chiến trường Ukraine, Sukhoi đã tinh chỉnh thiết kế của S-71 để nâng tầm máy bay và giảm diện tích phản xạ radar, tăng cường khả năng sống sót của UAV này trước các hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương. Đồng thời, Sukhoi cũng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với S-71 tại trung tâm nghiên cứu bay ở Yukovsky với sự tham gia của máy bay chiến đấu Su-57. Kết quả thử nghiệm cho thấy, S-71 khi được phóng từ trên không có khả năng định vị, nhận dạng và loại bỏ các mục tiêu di động. UAV tàng hình S-71 được phát triển với hai biến thể là S-71M, Morochom và S-71K, Capet. S-71K hoạt động như một tên lửa không đối đất với các đầu đạn thiết kế kiểu mô đun như đạn chùm, đạn nổ mạnh và nổ lõm, có thể có dẫn đường bằng hệ thống quang điện tử hoặc laser bán chủ động SALH. Còn phiên bản S-71M được trang bị công nghệ thông minh, có thể tự động tìm kiếm, phát hiện và tấn công các mục tiêu di động bằng cảm biến quang điện và dữ liệu được lưu trữ trên UAV. Theo Aviation Week, S-71K được gắn bên ngoài và được phóng từ máy bay chiến đấu thông thường. Còn S-71M cũng có thể được mang bên ngoài hoặc đặt trong khoang vũ khí của Su-57 và S-70 Okhonik. Một trong những điểm mạnh của S-71M là khả năng quay trở lại điểm xuất phát hoặc một điểm thu hồi được chỉ định sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm tăng đáng kể hiệu quả tác chiến và hiệu quả kinh tế. Ngoài chức năng là một UAV tấn công, S-71 còn góp phần mở rộng phạm vi hoạt động cho tiêm kích tàng hình Su-57, giúp chiếc máy bay này có thể tấn công vào sâu trong không phận, được bảo vệ bởi hệ thống phòng không đa tầng của đối phương. Điểm đặc biệt của S-71 là khả năng tự điều hướng đến các khu vực, tìm và tấn công các mục tiêu mà không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh, sat-nav hoặc đường truyền dữ liệu. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, người điều khiển vẫn có thể can thiệp và điều hướng UAV tới mục tiêu bằng cách truyền dữ liệu điều khiển từ xa. Điều này khiến cho S-71 rất khó bị đánh chặn, kể cả trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao. Thiết kế của UAV S-71 được tối ưu hóa để tàng hình, giúp giảm thiểu sự phát hiện của radar. S-71 có thân hình thang, cánh gấp và đuôi hình chữ V ngược, có thể gấp lại. Được trang bị động cơ turbin phản lực TRDD-50, S-71 có thể bay với tốc độ 0,6 Mach, trần bay lên đến 8.000m. S-71 còn có các cảm biến quang học và cảm biến hồng ngoại để hoạt động hiệu quả cả ngày và đêm. S-71 có thể sử dụng công nghệ dẫn đường quang học để nhận dạng mục tiêu cho UAV Lancet và tên lửa dẫn đường đa năng IDLJ-305. S-71 có thể bay đến khu vực mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường quán tính INS, thụ động, sử dụng các cảm biến quang điện để xác định vị trí mục tiêu trên mặt đất và chỉ thị tọa độ chính xác cho tên lửa Iskander-M hoặc Su-57 tấn công mục tiêu đó. Không chỉ đơn thuần là một UAV tấn công, S-71 còn được xem là sự bổ sung cần thiết, góp phần hỗ trợ cho các loại máy bay chiến đấu thông thường tấn công vào sâu trong không phận của đối phương, giúp giảm thiểu sự nguy hiểm cho các phi công. S-71K và S-71M có thể thực hiện các cuộc tấn công theo hình thức phối hợp tác chiến. Khi được phóng hàng loạt từ chiến đấu cơ Su-57, một UAV sẽ định vị nhận dạng và chỉ thị mục tiêu. Các UAV còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ loại bỏ mục tiêu bằng đầu đạn thích hợp. Cách thức này sẽ giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động trong các điều kiện tác chiến hiện đại. Việc sử dụng đồng thời hai biến thể S-71 sẽ mở ra hình thức tác chiến mới, được cho là rất lý tưởng trong việc săn lùng và phá hủy các hệ thống phòng không được triển khai dọc theo chiến tuyến hoặc các máy bay tiêm kích của đối phương. Sau một loạt cuộc tấn công như vậy, S-71M sẽ được thu hồi và tái sử dụng nhiều lần. Ngày 3 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ đến thăm Mông Cổ để kỷ niệm 85 năm chiến thắng Khan Khingon năm 1939. Tuy nhiên, điều này có thể khiến nhà lãnh đạo Nga đối mặt với nguy cơ bị bắt theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì Mông Cổ công nhận thẩm quyền của tòa án. Ngày 30 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, người phát ngôn ICC Fadi N. Abdallah nói tất cả các quốc gia đã ký quy chế Rome có nghĩa vụ hợp tác theo chương 9. Trong trường hợp không hợp tác, các thẩm phán của ICC có thể đưa ra kết luận về vấn đề đó và thông báo cho Hội đồng các quốc gia thành viên. Sau đó, Hội đồng sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào được cho là phù hợp. Quy chế Rome là một hiệp ước quốc tế thành lập ICC được Mông Cổ ký vào năm 2002. Quy chế này cũng quy định các trường hợp miễn trừ khi việc bắt giữ ai đó sẽ vi phạm nghĩa vụ hiệp ước với một quốc gia khác hoặc vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của một người hoặc tài sản của một quốc gia thứ ba. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi Mông Cổ hoàn thành nghĩa vụ theo quy chế Rome, bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đến thăm. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Pelova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp và di chuyển bất hợp pháp người chưa thành niên từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC, và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Về lý thuyết, 123 quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu Tổng thống Putin đặt chân lên lãnh thổ những nước này. Tuy nhiên, việc thực thi hay không tùy thuộc vào mỗi quốc gia với những lý do khác nhau. Chuyến thăm Mông Cổ vào tuần tới sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến một quốc gia thành viên ICC kể từ khi tòa án này phát lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga. Cũng trong ngày 30 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin không lo ngại Mông Cổ có thể bắt giữ ông theo lệnh của ICC. Ông Peskov nói, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ. Theo ông, tất cả các vấn đề liên quan đến chuyến thăm của ông Putin đã được giải quyết riêng. RT dẫn các nguồn thạo tin cho hay, chủ nhân Điện Kremlin đã nhận được đảm bảo từ chính phủ Mông Cổ rằng sẽ không có bất cứ việc bắt giữ nào. Năm ngoái, ông Putin đã quyết định không dự hội nghị G20 ở Ấn Độ và hội nghị BRICS ở Nam Phi để tránh những rắc rối không đáng có liên quan đến lệnh bắt giữ của ICC. Ngày 30 tháng 8, tại cuộc họp với các quan chức Mỹ tại Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận đã trình bày yêu cầu dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để Kiev có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Sau cuộc họp, ông Umerov nói với CNN rằng, chúng tôi đã giải thích về loại năng lực cần thiết để bảo vệ người dân khỏi mối đe dọa từ Nga, đồng thời gửi kèm danh sách các mục tiêu tập kích tiềm năng. Ông không nói cụ thể các mục tiêu này là gì và nằm sâu bao nhiêu trong lãnh thổ Nga. Ukraine được Mỹ cung cấp số lượng hạn chế tên lửa chiến thuật tầm xa ATAC, nhưng không được phép dùng chúng để tập kích sâu vào trong lãnh thổ Nga. Hồi đầu tuần này, Lầu Năm Góc nói rằng các hạn chế liên quan đến việc Ukraine dùng ATAC sẽ không thay đổi, ngay cả khi Kiev mở chiến dịch tấn công sâu vào tỉnh quốc của Nga. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên trước cuộc họp ngày 30 tháng 8 cho biết, Washington cũng nói Kiev không nên trông đợi một đợt chuyển giao tên lửa ATAC lớn khác, bởi thời gian sản xuất lâu và số lượng trong kho của Mỹ có hạn. Quan chức này cũng cho biết nhiều mục tiêu quan trọng tại Nga nằm ngoài tầm bắn của ATAC khi quân đội Nga rút các khí tài quân sự giá trị cao ra xa khỏi tiền tuyến. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Umerov không đồng tình với các đánh giá trên. Ông cho biết Ukraine đã thêm các sân bay trọng yếu của Nga vào danh sách mục tiêu gửi Mỹ. Ông Umerov nói máy bay Nga xuất kích từ các sân bay này để tấn công Ukraine và chúng nằm trong tầm bắn của ATAC. Trong khi đó, Nga cảnh báo việc Ukraine dùng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nước này là hành động leo thang, có thể vượt làn danh đỏ, buộc Moscow đáp trả quyết liệt. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Rutgen Freedom, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson cho biết Ukraine đang hứng chịu thất bại trên chiến tuyến chính trong vùng tác chiến đặc biệt. Ông nói, sự sụp đổ thực sự là Ukraine đang bị đánh bại ở Donbass. Theo đại tá, bằng cách cử các lữ đoàn mới tấn công khu vực quốc, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Đồng thời, ông Wilkerson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang dành phần lớn lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Quân nhân đã nghỉ hưu kết luận, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ thực sự đang củng cố thất bại chiến lược. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự. Trước đó, chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cũng cho biết tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần Torez và Chasovia sẽ sớm bắt đầu sụp đổ. Theo ông, một loạt thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass sẽ sớm dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự của quân đội nước này dọc gần như toàn bộ chiến tuyến. Đại tá đã nghỉ hưu, chuyên gia quân sự Nga Andrei Kutsky gần đây nhận định rằng phòng không Ukraine đang dần suy yếu. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang tự đặt ra nhiệm vụ chỉ cung cấp các hệ thống phòng không trước tiên, vì khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bị suy yếu rất nhiều. Theo ông, người Mỹ hiện đang cố gắng tập trung nỗ lực để cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng điều này gây ra cho họ nhiều khó khăn và sự suy yếu của lực lượng phòng không của AFU sẽ tiếp tục. Một ngày trước đó, tờ tạp chí Phố Quân viết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất trong toàn bộ cuộc xung đột. Theo RT, các nhà báo lưu ý rằng tình hình này cho thấy sự yếu kém của phòng không Ukraine. Theo trang kp.ru, ngày 26 tháng 8, quân đội Nga đã tấn công 12 khu vực của Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, đảm bảo hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. Ngày 10 tháng 8, nhà khoa học chính trị Mỹ John Mearsheimer chỉ ra kể từ tháng 2 năm nay, theo nhiều ước tính khác nhau, Ukraine đã mất từ 50 đến 90% lưới điện.
ngày 13 tháng 7, Ukraine thắt chặt lịch trình cắt điện, ba giai đoạn cắt điện được áp dụng vào buổi chiều và cho đến hết ngày. Ngày 13 tháng 6, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết tình hình trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine đang gần đến mức nguy kịch. Theo ông, nếu Kiev không thực hiện các biện pháp cần thiết ngay bây giờ, một thảm họa thực sự có thể xảy ra vào mùa đông. Từ ngày 20 tháng 5, lịch trình cắt điện theo giờ đã có hiệu lực tại Ukraine. Tháng 12 năm 2022, quân đội Nga bắt đầu tấn công vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự, cũng như các cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc liên quan ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích đây là phản ứng trước các hành động khủng bố của Kiev. Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass của Nga vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn. Ngày 30 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức tư lệnh không quân Mykola Oletchuk. Việc sa thải được công bố chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine báo cáo rằng một máy bay chiến đấu hiện đại F-16 được phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị rơi và phi công đã tử nạn khi đang chống lại một cuộc không kích lớn của Nga vào hôm 26 tháng 8. Trong bài phát biểu video trực tuyến thường lệ vào buổi tối, Tổng thống Zelensky thông báo: "Tôi đã quyết định thay thế tư lệnh không quân. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các phi công quân sự của chúng ta." Tổng thống Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do ông quyết định thay thế tư lệnh không quân. Ông chỉ giải thích rằng đội ngũ chỉ huy của ông cần phải mạnh mẽ hơn. Văn phòng của ông trước đó đã công bố sắc lệnh Tổng thống chính thức cách chức tướng Oletchuk. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Trung tướng Anatoly Karivonoko, người chỉ huy các hoạt động của lực lượng không quân ở miền trung Ukraine, sẽ tạm thời đảm nhận vai trò tư lệnh không quân nước này. Quân đội Ukraine cho biết máy bay đã bị rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu vào đầu tuần này, sau khi máy bay bắn hạ tên lửa của Nga đang bay tới. Nhưng nhiều nguồn tin từ cả Ukraine và Nga đều khẳng định rằng trường hợp đầu tiên chiến đấu cơ F-16 bị hạ trên lãnh thổ Ukraine này lại do chính lực lượng phòng không nước này bắn nhầm. Chia sẻ với hãng tin Reuters, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết chiếc F-16 không có dấu hiệu bị hỏa lực Nga bắn hạ. Các bên đang bị điều tra nguồn cơn chính xác vụ việc. Một số nguyên nhân được phỏng đoán bao gồm lỗi phi công, trục trặc kỹ thuật. Nghị sĩ Mariana Bezukela, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine cho rằng chiếc tiêm kích F-16 này đã bị hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Viết trên mạng xã hội hôm 29 tháng 8, bà Mariana Bezukela cho rằng tiêm kích F-16 do phi công Oleksiy Med điều khiển đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do sự thiếu hiệp đồng giữa các đơn vị, nhưng không đưa ra dẫn chứng. Sau đó, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk lên tiếng chỉ trích nghị sĩ Bezukela. Ông khẳng định lực lượng này đang điều tra nguyên nhân vụ rơi tiêm kích F-16 và không che giấu bất cứ điều gì. Ông Oletchuk cũng cáo buộc nữ nghị sĩ này cố làm mất uy tín của các lãnh đạo quân đội Ukraine. Trước khi bị cách chức, trong ngày 30 tháng 8, tư lệnh không quân Oletchuk cho biết quân đội nước này đã chia sẻ với các đối tác Mỹ báo cáo sơ bộ về vụ rơi tiêm kích F-16 hôm 26 tháng 8. Ông Oletchuk khẳng định các đối tác Mỹ hỗ trợ Ukraine điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Vụ rơi tiêm kích F-16 được xem là thất bại to lớn đối với Ukraine. Kiev đã nỗ lực vận động phương Tây cung cấp những máy bay tiên tiến này trong thời gian dài và chỉ mới tiếp nhận thực tế gần đây. Đây là vụ mất tiêm kích F-16 đầu tiên được báo cáo trên chiến trường Ukraine, chỉ vài tuần sau khi Ukraine bắt đầu tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Zalewski khẳng định nước này không xem xét bất kỳ phương án hỗ trợ nào liên quan đến việc bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga từ lãnh thổ Ba Lan. Ông tin rằng việc phương Tây tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng không của Ukraine sẽ là vừa đủ và không cần sự hỗ trợ như vậy từ không quân Ba Lan. Đồng thời, ông lưu ý rằng Ukraine nên có thứ gì đó để tự phòng vệ, nhưng nhấn mạnh rằng NATO và EU không phải là các bên tham chiến. Ông Zelensky phản đối mạnh mẽ yêu cầu của Ukraine rằng các đồng minh NATO như Ba Lan bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine bay về phía họ. Tương tự, ông phản đối kế hoạch của Kiev về việc đào tạo lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Pháp và một số quốc gia Bắc Âu khác ủng hộ ý tưởng này, tuy nhiên nó không nhận được sự đồng thuận trong EU. Trước tiên, Đức và Áo cho rằng Nga sẽ coi đây là một sự khiêu khích, cũng có những lo ngại rằng EU sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các giảng viên châu Âu ở Ukraine. Ba Lan đã gia nhập nhóm phản đối ý tưởng này,
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zelensky, hình thức đào tạo binh sĩ Ukraine hiện tại ở các quốc gia EU, ví dụ ở Ba Lan hoặc Đức, là hiệu quả nhất. Theo ông, một số quốc gia EU cũng có thể tiến hành đào tạo ở Ukraine, nhưng Ba Lan không phải là một trong số đó. Trước đó, tại cuộc họp vào hôm 30 tháng 8, các bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Liên minh châu Âu đã quyết định giữ các cuộc tập trận quân sự cho binh sĩ Kiev gần biên giới Ukraine thay vì di chuyển vào lãnh thổ Ukraine. Hồi tháng 10 năm 2022, Liên minh châu Âu thành lập sứ mệnh hỗ trợ quân sự EU, EUMAM, để hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine. EUMAM hiện đang diễn ra chủ yếu ở Ba Lan và Đức, nhưng theo các nguồn tin, Liên minh châu Âu đang cân nhắc việc chuyển một số hoạt động đào tạo sang lãnh thổ Ukraine. Trước đó, đã có thông tin rằng cơ quan ngoại giao EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo quân đội Ukraine phù hợp hơn với nhu cầu của Kiev, nhưng không khuyến khích việc triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine. Trong một tuần qua, giao tranh đã lắng dịu ở biên giới miền Bắc Israel, nơi đã hứng chịu nhiều vụ tấn công gần như mỗi ngày bằng đạn pháo, rocket, tên lửa suốt nhiều tháng qua. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah về cơ bản đã đưa ra kết luận của mình khi ông tuyên bố chiến dịch tấn công trả đũa cho chỉ huy Fawzu, người bị Israel ám sát tháng trước, đã kết thúc, dù lực lượng này vẫn bảo lưu quyền tiếp tục tập kích. Trong cuộc tấn công tuần trước, Nasrallah cho hay mục tiêu chính là căn cứ Glilot của Israel, lưu ý rằng nó nằm rất gần thành phố Tel Aviv. Theo giới quan sát, Nasrallah muốn nhấn mạnh rằng Hezbollah đã cẩn thận tính toán để không phóng rocket, tên lửa trực tiếp vào thủ đô Israel, qua đó giảm bớt mức độ nghiêm trọng của đòn đáp trả. Nhưng đây không phải lựa chọn thận trọng duy nhất của Nasrallah. Hezbollah ban đầu dường như đã tính tới phương án phóng tên lửa chính xác vào căn cứ Glilot, nơi có đơn vị tình báo 8.200 của lực lượng phòng vệ Israel IDF và trụ sở cơ quan tình báo quốc gia Mossad. Nhưng thủ lĩnh Hezbollah cuối cùng chọn không sử dụng loại vũ khí chiến lược này, lo ngại rằng Israel sẽ phản ứng mạnh đến mức thổi bùng một cuộc xung đột kéo dài, tàn khốc và lan rộng hơn nhiều so với 10 tháng qua. Nhằm tránh viễn cảnh trên, Hezbollah thay vào đó chỉ phóng máy bay không người lái UAV về phía Glilot, tin rằng nó sẽ không mở ra cánh cổng khủng hoảng. Thực tế, Hezbollah đã phóng UAV về phía Israel suốt gần một năm qua, vì vậy Nasrallah dường như cho rằng Tel Aviv sẽ không coi đây là hành động leo thang. Một quan chức quân sự cấp cao Israel nói, về mặt quân sự, đòn trả đũa của Hezbollah đã thất bại trên mọi phương diện, không có cơ sở quân sự nào của Israel bị thiệt hại. Hezbollah đã mất nhiều hệ thống tên lửa trong cuộc tấn công phủ đầu của Israel và họ vẫn chưa đánh giá đầy đủ thiệt hại mà chúng tôi gây ra. Theo đánh giá của Israel, một trong những lý do khiến Hezbollah đáp trả tương đối hạn chế bắt nguồn từ căng thẳng nội bộ sau khi chỉ huy Su thiệt mạng. Người được bổ nhiệm thay thế ông Su là Ali Khaki, cựu chỉ huy trưởng khu vực phía nam của Hezbollah. Quyết định này đã tạo ra căng thẳng với hai thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah là chỉ huy tác chiến Ibrahim Aki và lãnh đạo an ninh Motada. Ông Su là người có thể dung hòa hai trung tâm quyền lực này, đồng thời chỉ đạo tổ chức lực lượng theo ý muốn của thủ lĩnh Nasrallah. Trong thời gian ông Su vắng mặt, Nasrallah, người đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ thiết lập chính sách, đã buộc phải vào cuộc. Các phe phái đối đầu đang cạnh tranh để giành tín nhiệm của Nasrallah và điều này tác động không nhỏ tới cách Hezbollah quản lý cách phản ứng ở khu vực miền nam Liban, giáp Israel. Mặt khác, theo giới chuyên gia, hôm 25 tháng 8, cuộc tấn công phủ đầu mà Israel tiến hành tại miền nam Liban nhắm vào hàng nghìn bệ phóng tên lửa, rocket được cho là đã giảm suy yếu phần nào kế hoạch trả đũa của Hezbollah. Bên cạnh đó, Iran, nhà tài trợ quan trọng nhất của nhóm, cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện và đến nay, họ vẫn trì hoãn phản ứng trước cáo buộc Israel hạ sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran vào tháng trước. Nhà phân tích Julian Berger từ Guardian nhận định, nếu Israel và Hezbollah muốn một cuộc xung đột toàn diện, điều đó đã xảy ra từ lâu. Mỗi bên đều muốn đối phương chịu thiệt hại nặng nề nhất có thể, nhưng hiện vẫn chưa phải thời điểm thích hợp cho cả đôi bên, buộc họ phải lùi lại một bước trước bờ vực xung đột. Theo truyền thông Israel, IDF khi cân nhắc các phương án cho cuộc tấn công phủ đầu hồi cuối tuần qua đã đề xuất một kế hoạch lớn hơn nhiều, nhưng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cuối cùng quyết định chỉ giới hạn ở miền nam Liban. Mặc dù vẫn có các cuộc tấn công ở những nơi khác, chúng được thiết kế để tránh đẩy Hezbollah vào thế bí. Bình luận viên từ báo Times of Israel, Ami Bastalom cho hay, trong khi Gaza vẫn được coi là mặt trận chính đối với Israel và là nơi đang thu hút phần lớn nguồn lực của IDF, một cuộc xung đột trực diện ở miền Bắc chắc chắn là điều Tel Aviv không mong muốn. Nhà phân tích Boger nói, Israel không có đủ sức lực cho một mặt trận khác trong khi vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn Hamas ở Gaza và bờ Tây.
Mặt khác, các chỉ huy IDF nhận thức hoàn toàn rõ rằng họ không thể thắng trong cuộc chiến với Hezbollah nếu không phát động một chiến dịch trên bộ. Bầu cử cảnh báo, động thế này chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn về nhân lực và là điều mà Israel khó lòng chấp nhận ở thời điểm hiện tại. Các nhà phân tích của Forensic Architecture gần đây cho hay, có bằng chứng cho thấy Israel đang thiết lập cơ sở hạ tầng ở Gaza. Điều này báo hiệu kế hoạch hiện diện quân sự lâu dài tại dải Gaza. Theo Sky News, hình ảnh vệ tinh thu thập trong nhiều tháng đã cho thấy một hành lang mới ở Bắc Gaza đã được thiết lập. Hành lang này rộng gần 1 km ở một số nơi và kéo dài từ biên giới Gaza với Israel cho tới rìa thị trấn Beit Hanan. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã săn phẳng đất nông nghiệp, vườn cây ăn quả và các tòa nhà để tạo hành lang, cho phép IDF một số quyền tự do di chuyển trong khi ngăn người Gaza tiếp cận nhà của họ. Nhiều ngôi nhà trong số đó không còn tồn tại. Căn nhà phân tích của nhóm nghiên cứu Forensic Architecture, kiến trúc pháp Y, có trụ sở tại London, là đơn vị đã tổng hợp các phát hiện, tin rằng đây là một phần chiến lược dài hạn của Israel. Bà Samane Moafi thuộc nhóm nghiên cứu này cho hay, điều này đáng báo động vì trong lịch sử chiếm đóng của Israel, các hành lang được sử dụng để phân mảnh các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là ở bờ Tây. Các hành lang thực chất là các kỹ thuật phân mảnh và tách biệt thuộc địa được dùng để ngăn chặn cư dân trở về. Israel đã kiểm soát hai hành lang chiến lược ở Gaza, đó là hành lang Netzarim chia đôi dải Gaza từ đông sang tây. Cắt đứt phía bắc Gaza khỏi phía nam và hành lang Philadelphia chạy dọc theo biên giới phía nam Gaza với Ai Cập đến biển Địa Trung Hải. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần từ chối giúp quân đội Israel khỏi hành lang Philadelphia vì lo ngại Hamas sẽ cố gắng tái vũ trang qua tuyến đường đó. Trong khi đó, Hamas đã nhấn mạnh rằng IDF phải rút lui. Ngoài ra, ông Netanyahu muốn duy trì lực lượng Israel dọc theo hành lang Netzarim để ngăn chặn các chiến binh Hamas di chuyển vào trong Gaza. Sự hiện diện liên tục của IDF tại những khu vực này là một trong những lý do chính khiến các bên chưa thể thống nhất ngừng bắn. Tối ngày 29 tháng 8, Nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện quân sự tại hành lang Philadelphia, dù một số quan chức an ninh Israel đã tư vấn cho thủ tướng về việc giúp quân một phần. Truyền thông Israel gần đây cho biết, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant tại cuộc họp Nội các an ninh Israel vào hôm 29 tháng 8. Căng thẳng dâng cao đến mức Thủ tướng Netanyahu giận dữ đập tay xuống bàn. Theo tờ The Times of Israel, tranh cãi nổ ra xoay quanh kế hoạch duy trì hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia dọc biên giới dải Gaza với Ai Cập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn thả con tin đang được đàm phán. Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị nội các an ninh bỏ phiếu thông qua các bản đồ do quân đội vẽ ra liên quan các khu vực mà binh sĩ sẽ được triển khai. Bộ trưởng Gallant nói rằng ông Netanyahu đã ép buộc quân đội đưa ra các bản đồ, đồng thời cho rằng việc bỏ phiếu là không cần thiết, sẽ bị Hamas phản đối và gây cản trở việc đạt được thỏa thuận. Vị bộ trưởng giải thích tầm quan trọng của việc đạt thỏa thuận không chỉ giúp giải cứu con tin mà còn giúp giảm căng thẳng khu vực, giúp quân đội chấn chỉnh đội ngũ và chiến lược. Nếu không có thỏa thuận, quân đội Israel sẽ bị sa lầy tại Gaza, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ông Gallant nói, ông đang tự mình điều hành cuộc đàm phán từ khi nội các xung đột bị giải tán hồi tháng 6 vừa qua. Chúng tôi chỉ biết về những quyết định sau khi nó đã được thực hiện. Các nhà đàm phán vẽ ra bản đồ như ông muốn, nhưng họ có quan điểm khác. Thủ tướng Netanyahu sau đó đập mạnh tay xuống bàn với yêu cầu bỏ phiếu ngay lập tức, dù Tổng tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi cũng bày tỏ sự phản đối. Ông Halevi nói, quân đội sẽ biết làm thế nào để đến và đi khỏi hành lang Philadelphia vào thời điểm cuối của 6 tuần đầu tiên của đợt ngừng bắn. Các trợ lý trích lời ông Gallant nói với ông Netanyahu rằng, với tư cách là thủ tướng, ông có quyền đề nghị bỏ phiếu đối với bất kỳ quyết định nào ông muốn, gồm hành quyết các con tin. Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer đáp lại rằng, thủ tướng có thể làm điều ông ấy thích. Ngay lập tức, Bộ trưởng Gallant phản pháo, đúng là thủ tướng có thể đưa ra mọi quyết định và ông ấy cũng có thể quyết định triệt hạ con tin. Các bộ trưởng khác trong cuộc họp kêu gọi ông Gallant cư xử đúng mực với lãnh đạo chính phủ. Bộ trưởng Gallant sau đó nói với toàn bộ nội các rằng họ đang đứng trước hai lựa chọn là ở lại hành lang Philadelphia hoặc đưa các con tin trở về. Ông Gallant hỏi thủ tướng Netanyahu rằng nếu chỉ có hai lựa chọn như trên, ông sẽ chọn phương án nào? Vị thủ tướng ban đầu né tránh khi nói rằng một lập trường đàm phán cứng rắn sẽ giúp đưa con tin trở về. Tuy nhiên, sau khi bị gặng hỏi, ông Netanyahu chọn duy trì lực lượng tại Philadelphia. Trong cuộc bỏ phiếu sau đó, ông Gallant bị cô lập.
Ông Netanyahu và 7 bộ trưởng khác bỏ phiếu thuận cho việc kiểm soát hành lang Philadelphia, chỉ duy nhất ông Galan là người phản đối. Theo trang Axios, các trợ lý của ông Galan nói rằng bộ trưởng không có ý định từ chức vào lúc này, nhưng vụ tranh cãi có thể khiến Thủ tướng Netanyahu cân nhắc bãi nhiệm ông. Ngày 30 tháng 8, thẩm phán Tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh đóng cửa mạng xã hội X tại nước này sau khi tỷ phú Mỹ Elon Musk không chịu chỉ định đại diện pháp lý mới cho X tại Brazil, quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ. Ông Moraes và ông Musk đã có bất đồng trong nhiều tháng sau khi X không tuân thủ lệnh yêu cầu chặn một số tài khoản bị cáo buộc phát tán tin tức giả và thông điệp thù hằn. Thẩm phán Moraes đã yêu cầu cơ quan viễn thông quốc gia Brazil Anatel hạn chế quyền truy cập vào X trong vòng 24 giờ và cho Apple cũng như Google 5 ngày để xóa X khỏi các cửa hàng ứng dụng di động của họ. Quốc gia Nam Mỹ này cũng sẽ áp dụng mức phạt 50.000 real Brazil, tương đương khoảng 8.900 đô la Mỹ mỗi ngày đối với những người cố gắng truy cập X thông qua mạng riêng ảo VPN. Theo hãng tin AFP, người sở hữu X, tỷ phú Musk đã phản ứng giận dữ. Ông gọi Moraes là một kẻ độc tài độc ác đội lốt thẩm phán và cáo buộc vị thẩm phán này cố phá hoại nền dân chủ ở Brazil. Tỷ phú này viết trên X rằng, tự do ngôn luận là nền tảng của nền dân chủ và một thẩm phán giả danh ở Brazil đang phá hủy điều đó vì mục đích chính trị. Trong nhiều tháng qua, tỷ phú Musk và thẩm phán Moraes có mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt khi ông Moraes lãnh đạo cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch ở Brazil. Ông Musk đã ngừng các hoạt động kinh doanh của X tại Brazil trong tháng 8 này, cáo buộc ông Moraes đe dọa bắt giữ đại diện pháp lý trước đây của X để buộc mạng xã hội này tuân thủ lệnh kiểm duyệt. Theo AFP, ông Musk trước đây tự gọi mình là người theo chủ nghĩa tuyệt đối về quyền tự do ngôn luận. Nhưng kể từ khi ông tiếp quản X vào năm 2022, ông đã bị cáo buộc biến mạng xã hội này thành một cái loa cho các thuyết âm mưu cánh hữu. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần, mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, âm mưu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 2020 và cảnh báo ông này không nên làm điều đó một lần nữa trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Theo tờ Politico, lời cảnh báo trên được trích trong cuốn sách sắp ra mắt của ông Trump, có tựa đề Save America, cuốn sách dự kiến xuất bản vào tuần tới, có một bức ảnh ông Trump gặp tỷ phú Zuckerberg tại Nhà Trắng khi ông còn là Tổng thống. Bên dưới, ông Trump đã viết chú thích rằng, ông chủ Meta đã đến phòng bầu dục để gặp tôi. Ông ấy đã đưa người vợ rất tuyệt của mình đến dự tiệc tối, đối xử tốt bụng như bất kỳ ai, trong khi luôn âm mưu lắp đặt những hộp khóa đáng xấu hổ cho một âm mưu thực sự chống Tổng thống. Theo nguồn tin, ông Trump dường như đang ám chỉ đến khoản đóng góp 420 triệu đô la Mỹ mà tỷ phú Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã thực hiện trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bỏ phiếu. Cựu Tổng thống Trump cũng cáo buộc CEO của Meta đã nói với ông rằng không có ai giống ông Trump trên Facebook nhưng lại đẩy mọi chuyện theo hướng bất lợi cho ông. Trong cuốn sách, ông Trump cảnh báo, chúng tôi đang theo dõi ông ấy chặt chẽ. Nếu lần này ông Zuckerberg làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, ông ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại, cũng giống như những người gian lận khác trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Những cảnh báo cứng rắn này đã được đưa ra sau những tuyên bố tương tự của ông Trump trước đó. Hồi tháng 7 năm nay, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth rằng, nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ truy tố những kẻ gian lận bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây và sẽ bỏ tù họ trong thời gian dài. Ông Trump viết, chúng tôi đã biết các ông là ai, đừng làm thế. Zuckerberg, hãy cẩn thận. Mặc dù Meta chưa bình luận về những cáo buộc và cảnh báo của cựu Tổng thống Trump, nhưng đầu tuần này, tỷ phú Zuckerberg đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan thừa nhận rằng các quan chức cấp cao từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gây sức ép với Facebook để kiểm duyệt nội dung về đại dịch COVID-19 hồi năm 2021. Trong bức thư, Giám đốc điều hành của Meta nhấn mạnh ông tin rằng áp lực của chính phủ là sai và bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về điều này vào thời điểm đó. Tỷ phú Zuckerberg cũng tuyên bố rằng ông sẽ không thỏa hiệp với các tiêu chuẩn nội dung của Facebook do áp lực từ bất kỳ chính quyền nào theo cả hai hướng. Ông cam kết sẽ phản ứng nếu điều tương tự xảy ra lần nữa và sẽ giữ thái độ trung lập về chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Mối bất hòa giữa ông Trump và ông Zuckerberg được cho là bắt nguồn từ quyết định của Meta trong việc cấm cựu Tổng thống Mỹ trên toàn bộ nền tảng sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Giữa tháng trước, mọi hạn chế mới được dỡ bỏ. Tuy
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ hiện hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội của ông là Truth Social. Trước đó, khi ông Trump bị ám sát hụt và bị thương, CEO Meta viết trên Threads rằng: "Tôi cầu nguyện ông Trump sớm bình phục. Đây là một ngày buồn cho đất nước chúng ta. Bạo lực chính trị làm suy yếu nền dân chủ và phải luôn bị lên án."